tinh ma chỗ thầy sật bình quân chỗ pháp ba chỗ phà bay mi khấu thức khao quân mi khẩu than khao ma khao bình ma bay khân khai sĩ bang khao qua bay khân tăng sĩ lệ khổ nhận bay sĩ lệ trong hàng mai em về em nói chuyện chết nha bắn mạo mày đâm qua nhận khao ma bay lộ áo vào cho nó đẹp. Nam con trong tam nam con nhang khảo mã xe bang khảo con bay xe lê nhang bay khấn khải suộc bình nhang bay tang suộc má nhang bay tì đăng nga giòn tang nhang bay tang giòn đủ cốc số nhang sắp mã bay tang sắp con nhang bay lỗ ba sắp ao bình ma chỗ thay đông khảo quan đông phá với khảo binh mà là bay tam binh quân bay đủ bốc sổ khẩu phước lông khẩu quán khẩu quán ơi khẩu mà cho thầy khẩu binh ơi chủ phán về đi con ơi về về đi đi ngựa vâng ôi đi đâu mới khô lên đi không khô có sao đâu đúng em còn bảo ra lấy số mấy về gọi xem về chưa vậy đấy chúng đi đón khách đi đi đón khách đi đi nào đi được bóng bóng rồi mà con lùi vào một tí đi lấy cái mũ tàu đi 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 đón khách đi đi lên hội đi đón khách này đang còn nhà mơ mi khâu phước khẩu thang khâu phước đông khâu còn khẩu thang đông khâu ma khâu bình ma đồng quan bình quân là đón khách ta các quân nam nhang bay khải ngồi lên đây lên bà cũng đi mà đi nhà nhiều người đón khách nó mới lên này lên đi lên đi nhang con nhang cáo mạ đón con nhang bay tang đón khách ta con nam nhang mở sập bình mạ say luôn nhang bay tang ra bay luôn bà này còn làm thế nữa mơ đây đó đây bà đang làm áo dài trang điểm đây ấy vào đây nhiều người lắm mơ bà này lại sắp sống thế nữa mơ em còn là những mơ mình mà lòng sắp mà thay đồn sắp có là lòng thay kê sắp mà bay cân khải đón quan sắp bình mở cân tang đốn bay đồn bay khách lắm coi mà đón đẩy quan coi đai bà này còn trang điểm hơn đấy đôi khăn vào chưa bạn Linh nha chụp má chụp Linh nha chào các mình lòng live stream một tí nha thả tim cho đón khách nha vui vẻ nha hôm nay ba bốn mẹ con đi nha đây nha để bắt để hai người con thưa nữa nha em có nhang bờ mi bình mà khảo có ra mi bình có ra khảo khách nhang tay đừng khách đây mà kia nó mà càng sau kia nó đau vắng kết ta nhang tay mơ khăn khai đón quan nhang tay tăng đón khách nhang tay mơ sắp bạ bay tăng nhang tay khăn tăng là bay lô chết được à cốc số nhang bay tiếp theo lộ chính trang bay tiếp theo tăng lăng chính vi em có na phà cơ ca bướng na tân bình phà cơ ca bướng lăng tân mà cốc số quan nơi cho đai mã đi bay cốc số quan nơi cho đai khải ca tân đời Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chào quý vị nọ nhá. Đấy, hôm nay thầy đang làm lễ chỗ binh chỗ mã chỗ cốc pháp này. Oh, my God.
khai. Là sao đâu? Cầu khấn nè. Hey hey hey. Phải thằng hai người mà chết mất. Cái hương cái tàu. Trên kia xuống mệt lắm ấy rồi. Không đổi cái mũ nữa là nặng lắm. Đổi cái mũ này vâng. Như cái mũ của anh ấy mình nặng. Ừ. Giờ nặng lắm, đau đầu lắm. Cái kia đính đá. Hứng mới để mỗi trâu ăn, mỗi trâu sẽ dặn lắm đó. Ừ. Khuẩn mại nhá. Chỗ bóng máy nha. Chỗ bóng máy. Cái mũ này cũng giống cái mũ của mình mà. Cái nắp trên đó, nắp trên này giống. Nhưng dưới này khác. Cái dưới này là cái rẻ hơn. Lại một người nữa đã vào chồng. Nhiều siêu đấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nhiều siêu lấy á. Ăn mỗi cái mổ to, mổ to nặng quá, mình như là đỡ à. Bóng bánh nhá. Đủ khóc kéo đấy. Ôi mẹ này phốn tay trực tiếp vào đấy nọ. Ôi dù, đang phân tán này. Chứ nó phốn tay rất đẹp. Bên nhau với ông ấy, ông ấy cảm mặt thấy gì lúc mấy em mến hơn đấy. Mấy anh nét rồi. Mấy thầy đấy. Hey.
Mày thôi bạn ơi. Ba đợi mẹ mẹ đem nhấp nháy. Thank you.
Diệp vào đi Diệp ơi. Cho nhạc lên cao tí đi. Các bà là một khách nhiều không sao. Một khách rộng không sao. Cấp sắc mà nhìn thế này được nhỉ. Các chị em của mua kiểu bô gà. Mọi nhà chào đi. Nhân nhà đi, làm kiểu bô gà đi. Nghỉ đó, nghỉ trên pèo quá lâu. Nghỉ trên pèo quá lâu. Chào Pinh Hồng nhá. Các cụ lên rồi. Lên nhạc rồi mấy ạ này. Nghỉ con lỗ mấy ạ. Ca nghỉ lỗ. Ây hồ, lên màu đẹp thế này á. Ây hồ, như là phấn son vơ. Mẹ chưa?